Ngày 1 tháng 11, Công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp cùng Công an huyện Đức Hòa làm rõ tình tiết vụ 50 người phá hủy, tấn công người tại tỉnh Thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xóm Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào chiều 24 tháng 10. Công an hiện đã xác định danh tính những người nhập cuộc vụ đại náo tỉnh Thất Bồng Lai và đang lần lượt mời lên làm việc. Công an cũng xác định phi tần chồng ông Võ Văn Thắng 46 tuổi, bà Đoàn Thị Tuyết Mai 48 tuổi, cùng ngụ đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, là người tóm đầu nhóm người đến phá hủy tại tỉnh Thất Bồng Lai. Hai phi tần chồng ông Thắng cho rằng đi tìm con gái là chị Võ Thị Giờ, M 20 tuổi, đang trốn tại đây. Hình ảnh Giờ, M quay về tỉnh Thất Bồng Lai. Ảnh cắt từ clip. Chị M cho hay những ngày qua ở nhà bạn tại Vũng Tàu, nhưng do vụ việc bố mẹ đến tấn công người làm loạn đã khiến chị phải thông báo Minh Lan rằng không bị tỉnh Thất Bồng Lai tóm cóc. Vì con muốn đi tu, nhưng gia đình cứ tóm ép con, giam tóm con. Con sống mà không có quyền độc lập của một nhân loại nên con chỉ muốn đi tu thôi, nhưng ba mẹ cứ tóm ép không muốn cho con đi tu. Trong clip, Giờ, M cũng kể rằng ra tiệm cắt tóc nhờ cạo đầu rồi gửi ảnh về cho thân phụ mẹ để khẳng định mong muốn mình muốn lên chùa quy y. Tuy nhiên, đến tối 30 tháng 10 khi chị M về tỉnh Thất chơi thì hay tin thân phụ mẹ từng kéo người đến đây làm loạn, hành ác nghiệp người nên M đã quyết định quay clip để nói rõ sự việc. Nhóm người xả thân tỉnh Thất Bồng Lai để phá hủy. Đại diện tỉnh Thất Bồng Lai cho biết trên dân Việt Nam vào ngày 31 tháng 10, Diễm My đã lên trình diện công an xóm Hòa Khánh Tây. Công an chấp nhận làm thủ tục lưu trú cho Diễm My ở lại tỉnh Thất. Giờ, M, có lòng hướng Phật, nếu em không có chỗ nào đi tu thì tôi đồng ý cho em ở lại tỉnh Thất. Tỉnh Thất sẽ lo cho em ăn học, thậm chí đến ngày em lấy chồng, đại diện tỉnh Thất Bồng Lai nói. Hiện công an cũng đang lấy lời khai của chị Giờ, M và làm rõ hành vi hành ác nghiệp khiến một tu sĩ bị yêu thương và trình báo mất 225 triệu đồng của tỉnh Thất Bồng Lai. Công an chưa xác định được ai tấn công người gây yêu thương tích ảnh, Việt Nam Net. Trước đó, chiều 24 tháng 10, gần 50 đối tượng đã đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh tìm đến tỉnh Thất Bồng Lai đẩy cửa xông vào đòi hỏi cho tìm người con gái 22 tuổi của một cặp phi tần chồng trong nhóm mà họ nghi ngại đến đây sinh sống và nhập cuộc tu hành. Một người vừa ra giảng nghĩa đã bị nhóm người dùng vật cứng ném trúng vào mặt khiến chấn yêu thương khâu 7 mũi phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, đại diện tỉnh Thất Bồng Lai còn tiết lộ, trong lúc hỗn loạn giữa hai bên, khi nhóm người này rút đi thì các sư thầy phát hiện phòng thầy trụ trì bị mất hơn 200 triệu đồng.